Ui, mỏi chân quá. Quý vị, Vân Huy đang có mặt tại vườn Anh Nam Đêm. Trong cái đợt phim này thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt. Và còn ý nghĩa hơn, đó là cái câu chuyện của Ngai Vàng Đất Việt. Cái quá trình ra đời của tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt. Thì trong cái thước phim này thì Vân Huy sẽ nhờ anh Nam Đêm, chủ nhân của tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt, sẽ chia sẻ và giải đáp thưa quý vị. Anh ơi, em chào anh. Nam Lê xin chào quý vị. À, vâng, thì cũng như cái lời giới thiệu của em vừa giới thiệu với quý vị khán giả, thì trong thước phim này ngoài chia sẻ cái giá trị nghệ thuật của tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt, tác phẩm rất nổi tiếng, thì em cũng sẽ truyền tải cho quý vị, nhờ anh truyền tải cho quý vị để quý vị hiểu hơn về cái quá trình ra đời tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt. Anh có thể anh giới thiệu cho quý vị. Cái quá trình ra đời cái tác phẩm này thì nó cũng chỉ là một cái, trước tiên là một cái duyên. Khi Nam đi làm khay cho chú Tùng Bảo Hiểm, thì chú Tùng Bảo Hiểm cũng đặt niềm tin vào Nam là sẽ xây dựng được nên thành tác phẩm. Bởi vì chú Tùng là những thế hệ chơi cây trước mà cũng rất là có kinh nghiệm. Thì chú cũng nhìn thấy ở Nam nó có những cái mà đồng cảm với chú, nên là chú cũng có nhượng lại cho Nam và động viên Nam là hãy cố gắng xây dựng. Bởi vì chú tin vào cháu sẽ làm được những cái việc mà chú mong muốn. Thì Nam thì cũng rất là tâm huyết với cái câu nói của chú Tùng là cháu hãy cố giữ thì cháu mới cảm nhận thấy được. Và chú tin là cháu xây dựng được cái việc đó. Thế là Nam cũng xây dựng từ 2004 đến bây giờ, thì đúng là càng ngắm, càng chậm lại một chút thì càng thấy nó thú vị. Và càng thấy cái giá trị của những cái thế hệ, của những cái lớp người đi trước có kinh nghiệm nói lại để truyền đạt lại cho những cái thế hệ sau. Nên là Nam thì tập trung nghiên cứu về cái kỹ thuật, cho nên là Nam cũng thì mới giữ được. Chứ còn thực ra mà nói, nếu mà đi buôn thì chắc không giữ được. Mà cũng tác phẩm này ngày trước là xuất phát từ chú Tùng Bảo Hiểm. Đúng rồi, xuất phát từ chú Tùng Bảo Hiểm, từ cái lúc từ 2004, từ những cái phôi Nam sẽ gửi đến Đức Huy. Đức Huy những cái bức hình mà từ những cái nút phôi, mà cái phôi đó mà lúc Nam chụp được ấy thì là cũng cách cái năm tầm ấy là năm 2009, là những cái bức hình từ năm 2009, chứ còn bức hình 2004 thì lúc ấy nữa Nam chưa có tiền để mua điện thoại chụp hình. chưa có điều kiện để mua cái điện thoại. 2004 thì đến năm nay thì là 19 năm rồi anh nhỉ. 19 năm rồi. Thế anh chia sẻ một chút là bắt đầu từ về anh thì tác phẩm có những cái gì rồi? Về anh mình bắt đầu anh xây dựng từ đâu? Về mình thì từ cái phôi. À, từ phôi. Đây ví dụ chẳng hạn như cái thân chủ này nhá. À. Như cái thân chủ này thì chỉ có thân thôi, tay thì có một đoạn này thôi Huy này. Vâng. Đây này, cái điểm tay có một tí này thôi này. À, đây có đây một này. Tí này thôi. Đây nhá, từ đây này, từ cái vết này, vết nhăn nhăn này này, vết đục này. Đấy. Ở đây nó là một cái cành ở đây nhưng mà nó bị cứng nên là Nam cắt. Đây chỉ bớt mấy cm này thôi. Vâng. Đấy, còn mấy cm đúng như chỗ này thôi. Vâng. Thế xong xây dựng từ đây ra. Dạ vâng. Đấy. Còn cái các cái tay này. Đấy, tay ở trên này là toàn bộ là những cái tay mới. Dạ vâng. Đấy, từ cái mầm, từ cái năm đó. À. Đấy, trước đây nó có một cái tay cổ ở đây. Đấy, trước đây cái tay cổ ở đây thì lúc ý thì mình loại bỏ cái tay này, bởi vì cái tay này nó cận với cái chỗ này quá. Vâng. Thế mình đẩy cái tay này lên trên. Bởi vì nếu mà mình lấy ở đây thì cái đoạn thân này, vâng, chắc là quý vị cũng hơi khó nhìn, bởi vì là chỗ này nó góc này nó hơi khó. Thế là cái khoảng này. Vâng. Nếu mà mình lấy đây thì cái khoảng này nó bị cao quá. À, thế dạ là vâng, phải loại cái tay cổ này đi. Vâng. Làm xây dựng một, ở đây lúc ý nó lại có một cái mầm. Thế là xây dựng cái tay mới, cứ cắt giật thì mới được như này. Vâng. Đấy, cho nên là khi làm nữa là cứ chú ý xây dựng từng cái chi tiết một, từ cái chi tiết nhỏ một thì nó mới ra được những cái nét như này. Vâng. Đấy.
Nhưng mà vất vả lắm. Công phu nó móc từng tí một. Nhiều hôm làm nghiền ngẫm thì đến đến 2 giờ chiều chả nghỉ. Đam mê nó cuốn vào. Cái thân bên này vậy này Huy này. Phẩm quý như con kiểu lắm. Cái thân bên này nó chỉ có đến đây thôi. À dạ vâng. Thì từ đây. À, bắt đầu từ đấy hả anh? Từ đây này. À dạ vâng. Đấy, từ đây này. Từ đấy nhá. Từ đây ra. Đấy, dạ, cho nên là có mỗi cái phần thân không thôi. Chứ không 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 có cái tay nào cả. Đấy, bắt đầu từ đây quý vị ạ. Bắt đầu từ đây ra. Đấy rất nhiều. Nam sẽ cung cấp cho Huy cái bức hình để Huy đưa lên để quý vị khán giả dễ hình dung. Còn cái thân bên này thế nó bé lắm. Con già nhưng bé nó chỉ có mỗi đến đây thôi. À thế ạ. Mỗi đến đây này. Dạ vâng. Đấy đúng rồi. Đầu làm từ đấy. Làm từ đây này. Còn tay này mới hết này. Vâng ạ. Nó chỉ mỗi cái cong cong này thôi chứ không không có tay. Cái tay này toàn bộ mới. Mình xây dựng từng cái năm từ một cái cốt rất là già, rất là cổ ở trong một cái ang. Thì nó cũng không không phải là nó to quá đâu. Nên từ ngày đây đến bây giờ, nhưng mà ngày trước nhìn nó đen xì xì chứ không phải như bây giờ đâu. Nó được sáng sủa như này đâu. Thì ai đến để có một cái tác phẩm nổi tiếng này thì anh Nam Lê cũng rất vất vả, công sức, trí tuệ, dày công lắm. Dày công. Nhiều công cả mất ăn mất ngủ với tác phẩm nữa. Mình có ngày trước cái tác phẩm quý này. Ngày trước cái lúc mà nó là cái phôi Huy. Vâng. Suốt ngày lấy một cái mảnh gỗ phán ván cốt pha ấy. À. Mấy cái mảnh ván cốt pha là quanh năm cứ đậy ở đây này. Cứ đậy ngang cái chỗ này, không có cái khoảng này nó sáng nó rất là rộng. À. Cái khoảng sáng này nó rộng mà không có cái lá nào nó che phủ ở đây cả. Thế là à, mình, nó mình chưa sợ. À. Chưa có mầm, mình chỉ sợ lúc nào chỉ sợ nó cháy các cái vai này. Dạ vâng. Thế là cứ quanh năm buộc cố định luôn. Yeah. Cứ buộc ngang đây, thế là lúc nào cũng cứ che đậy quanh năm ở cái nưng này, ở cái khoảng này, cứ gách lên trên này. Ý thức nào mà đi đâu mà ví dụ chẳng hạn như là đang có khách mà không may mở ra mà đến chơi mà chưa kịp che mà lại dẫn các anh đi chơi thì là lại kiếm mấy cái chổi. Yeah. Kiếm mấy cái chổi gác lên xong rồi đi đã, xong rồi về lại buộc sau. Xong lại buộc cái ván vào sau, cứ thỉnh thoảng lại mở ra xem. Phải để ý cây, che cây đâu đấy mới đi phải không ạ? Thấy, chưa kịp buộc thì phải như vậy. Vẫn ấn tượng bởi vì cái lần đầu tiên tác phẩm xuất hiện, đó là hình như triển lãm Thanh Hóa anh nhỉ? Đúng rồi, triển lãm Thanh Hóa 2019. 2019 là bắt đầu xuất hiện ở triển lãm Thanh Hóa. 2019 thì lúc ấy nó cũng chỉ là được khoảng độ 80% thôi. Vâng. Nhưng mà lúc đấy thì nó vẫn ngơ ngác lắm. Cùng với quý vị khán giả gần như là cái tác phẩm Ngai Vàng lúc đấy là gây sốt ở triển lãm Thanh Hóa. Và mọi người bất ngờ bởi vì cái đường nét nghệ thuật này. Nhưng mà cái cách cái lối làm của anh ấy, thì gần như quý vị mới thấy lần đầu tiên. Thì mình... Và cái đường nét nghệ thuật anh làm cái tác phẩm, anh chỉnh chu từng cái chi răm một, nên là mọi người cảm nhận được cái điều đó. Thì mình cũng cố gắng xây dựng bằng những cái tâm huyết của mình, nên là lúc đó mang đi thì cũng được quý vị rất là quan tâm, vì cái mình cũng đúc kết từ những các cái nghệ nhân, các cái thế hệ nghệ nhân đi trước giúp mình để mình có được cái đường nét đó. Thì nó cứ cảm nhận từ từng nghệ nhân một, mình cũng có cái sự ảnh hưởng của thầy Cường đấy, dạ, của chú Đơ, dạ, rồi một số nghệ nhân trong nội thành Hà Nội, từ những người như bác Khang Hàng Gia, rồi bác Khôi ở núi Trúc, rồi rất nhiều. Thì mình cứ đúc kết lại những cái kinh nghiệm. Vâng. Đấy, từ cụ Cát. Thế là cũng cứ đi chơi, đi ngắm, đi xem thì mình đúc kết ra, mình tính toán ra ra những cái đường nét, mà những cái mà mình cảm nhận được thì mình làm thôi, chứ còn mình cũng không. Vâng. Mình cảm nhận được đến đâu thì mình học đến đó, thì mình cố gắng mình nghiên cứu từng nét một, từng chút một. Nó cũng như một cái văn bản, nếu chúng ta hoàn chỉnh một cái văn bản nó chỉnh chu, nó gọn gàng, nó kín đáo, thì làm cái cây nó cũng vậy.
Đấy, làm cái cây nó cũng chặt chẽ hay không nó do từng nét một, từng tí một. Đấy thì mình làm sao mình tổ chức cho một cái cây nó được tốt thì nó đòi hỏi từ những cái mắt xích rất là nhỏ. Nên là chính vì điều đó là Nam xây dựng ra một cái cây như này được đến ngày hôm nay là Nam cũng tìm hiểu từ những cái nét nhỏ nhất, tính từng chút một. Mà năm đó thì Nam vẫn còn ít tuổi nhưng mà cố gắng rất là nhiều, cố gắng nhiều lắm. Bởi vì cái đam mê của mình thì mình cứ cứ làm thế nào nó cứ, nói chung là đại loại là lúc nào cũng muốn cứ rừng hực nên để muốn lao vào cây để làm. Đấy, để xây dựng, để tính toán từng nét một, ngồi hết góc này đến góc khác, các góc, và thậm chí là mình làm vào nó không có cái giờ giấc nào cả, bởi vì nó cuốn vào rồi, nó đam mê, nó say sưa mà làm thông cả buổi trưa, cả nhà mọi người thì ăn xong rồi đi ngủ, dậy rồi thì mình cũng bắt đầu lúc ý mình mới vào. Em còn thấy là cái nét tạo tác đá, anh chia sẻ là nghệ nhân nào làm đá cho sản phẩm này vậy? Làm đá thì năm 2009 thì là anh Tiến đá giúp mình. À, anh Tiến đá. Thì mình hai anh em lên ý tưởng thì anh Tiến bảo thôi được rồi chú cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng hai anh em mình xây dựng làm sao mà cho một cái cây nó đạt một cái tầm. Vì anh có nghề đá nên là anh vẫn cứ, anh em thì lại chơi thân với nhau từ những bao nhiêu năm trước ấy. Nên là anh Tiến cũng giúp mình cái năm đó. Và cũng qua cái thời gian thì cây nó phát triển, rễ nó phát triển, rồi tất cả các thứ, mọi thứ nó phát triển. Thì mình cũng có một lần mình nhờ anh Tiến là chỉnh sửa lại thêm một chút. Đó là để làm sao cho nó phù hợp với cái tỷ lệ bệ, rễ và cái thân cây. Nên là cũng cứ thêm những cái nét vào, thêm những cái nét, những cái chỗ mà dễ chẳng hạn nó phủ hết rồi thì bây giờ mình phải làm thế nào. Đấy thì là cứ chỉnh chu thêm dần dần hoàn thiện lên một cái tác phẩm, chứ không phải cứ làm đá xong là xong đâu. Nhưng mà cái cây nó phát triển nó lại thay đổi, nó thay đổi thì cần thêm nét gì, làm thế nào để cho cây nó có chiều sâu. Thế là hai anh em lại bàn, thế lại xây dựng. Anh Tiến thì là người có con mắt rất là giỏi, đôi bàn tay tuyệt vời lắm. Dạ vâng, mình nhìn thấy cái nét đá đẹp thế này và điểm nhấn rất lớn, đó là cái thân bệ của tác phẩm Hai Vàng Nhật Thiện, có sự cộng hưởng của những cái nét tạo của tác đá và những cái đá. Nói chung là cây xanh, mà những cái cây nào mà cần cho nên đá thì chúng ta cũng cứ cho nên đá, với lý do tại sao Nam nói cái điểm mạnh của cây xanh là bộ rễ. Cây xanh nó có bộ rễ biến hóa rất là tốt, cho nên là nếu cho đá, chúng ta chèn được đá vào những cái vị trí thích hợp ấy, thì bộ rễ khi nó gặp đá nó cứng, nó bắt đầu nhè đá. Đấy, nó nhè đá nó ra được những cái nét biến hóa. Đây là như thế này nhỉ? Nhiều chứ. Đang méo hết rồi, nhè hết rồi. Đấy, nhiều những cái nét nó ngập vào sâu một tít tận trong này cơ mà. Đây nó quắp. Đây, và cái quắp đây, móng rồng này nhỉ? Quắp hết, ngấu vào đá, ngấu rất là nhiều. Nên là hôm nay thì phim rất ý nghĩa. Bà Sa Đông Huy muốn cho quý vị hiểu về những nét đẹp nghệ thuật của tác phẩm Hai Vàng Nhật Thiện. Thật như quý vị yêu cây, rất nhiều quý vị biết rồi. Cái câu chuyện, quá trình ra đời tác phẩm Hai Vàng Nhật Thiện rất ít khi anh Nam Đê có thời gian chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay thì cái câu chuyện anh Nam Đê chia sẻ nào giải đáp tò mò của quý vị về tác phẩm nổi tiếng này. Đấy, Đức Huy thấy nhá. Ví dụ chẳng hạn như này, Nam nói qua một chút tiện là có Đức Huy đây. Ví dụ chẳng hạn cái giai đoạn lá của chúng ta bây giờ là tháng mấy nhỉ? Tháng 7. Hôm nay là bao nhiêu tháng 7 nhỉ? Tháng 7 hôm nay là dương lịch đấy. Đúng rồi, đầu tháng 7 dương lịch. Âm lịch thì tháng 6. Cuối tháng 6. Với cái tuổi lá cây như thế này. Đấy, với ví dụ chẳng hạn với cái tuổi lá cây như này. Vâng. Đấy thì đến tháng đầu tháng 8. Đấy, hoặc cuối tháng 7 này. Vâng. Cuối tháng 7 âm lịch nhé.
Đấy là tháng đầu tháng 8 là lúc ý là Nam sẽ xuống toàn bộ lá để làm dăm. Làm dăm để chuẩn bị một cái áo mới cho một cái cây vào mùa đông, đón đông. Khoảng trung tầm đầu tháng 8 là anh bắt đầu anh xuống làm. Đúng rồi, đấy thì là đến lúc mà vào đông cái là đã có một bộ lá để giữ ấm cho cây. Thì khi trong cái giai đoạn mà giữ ấm cho cây thì vào cái mùa đó thì lúc đó thì cây nó lại tích về thân. Đấy, cây nó lại tích nhuệ về thân, nên là thân nó phát triển rất là tốt. Nên là nếu mà quý vị mà cứ căn, ví dụ chẳng hạn như là cây của chúng ta mà có thể ta làm vào được đúng những cái giai đoạn đó thì nó rất là tốt. Đấy, ví dụ chẳng hạn cây nó bị lệch rồi, chúng ta lại điều lại, chúng ta sắp xếp trong một năm, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta xuống lá vào giai đoạn nào, ví dụ những cây hoàn thiện là có thể xuống lá được 2 lần. Đấy, có thể xuống lá được 2 lần thì bây giờ mình căn để mình sắp xếp lại cái lịch để mà mình xuống, cái thời gian để mình xuống lá cho nó thích hợp trong trong một năm. Những cái đấy nó rất hay, bởi vì Nam cũng cứ làm việc rồi lại nghiên cứu xong thì tính toán để dồn 2 năm lại, tức là 2 năm nhé, để dồn lại dần để chúng ta ra được một năm, bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi theo đúng quy trình. À, vâng. Tức là phải sắp xong rồi chia lên lịch, chia sổ ra. Buồn cười lắm. Làm việc đấy à? Đúng rồi. À, vâng. Mới ra được. Tôi tiện công việc có Đức Huy đến đây chơi thì giao lưu thì Nam chia sẻ một chút, mong quý vị thông cảm. Thì một sáng Huy vừa cùng Nam lên chia sẻ cho quý vị hiểu hơn quá trình ra đời tác phẩm Nam và Đức Việt. Anh em cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh vì cái giá trị anh gửi tới quý vị. Nam đây cũng cảm ơn Đức Huy, lúc trước là quên chưa cảm ơn, bây giờ cảm ơn sau. Nam Lê xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Đức Huy. Đức Huy mang đến những cái giá trị rất là tuyệt vời, Nam cũng rất là ghi nhận, bởi vì Đức Huy cố gắng nhiều lắm. Hai anh em cũng tâm sự, nhiều hôm nắng mưa, may là cũng mới có cái xe, chứ còn bao nhiêu năm em Huy đi xe máy vất vả lắm. Quý vị cố gắng ủng hộ tất cả những anh em làm những cái chương trình truyền thông về cây cảnh, sóng gió vất vả lắm và cũng phải mưu sinh rất là nhiều. Mong quý vị ủng hộ anh em Nam nhé. Tôi thì thưa quý vị phải vượt qua những khó khăn đó, hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa gửi tới quý vị những cái phim chất lượng, và chúng tôi sẽ tìm tòi học hỏi trao đổi những kiến thức để đưa ra những cái thước phim giá trị gửi tới quý vị. Các bạn vui xin chào.